bạn. Ồ, các cô gái đang ngủ gật kìa. Vali của họ thật giống nhau. Ôi không, họ sẽ cầm nhầm vali mất. Tới nhà rồi Elsa. Vào thôi. Ôi là gậy phép thuật. Elsa sẽ thử nó. Một chiếc váy. Lạy Chúa. Là mơ ư? Elsa sẽ khoe nó với các cô gái. Ok. Chào Elsa. Nhìn đây, tớ có gậy phép thuật. Yes. Ôi, thật khó tin. Để tớ thử nó. Tớ sẽ biến váy xấu thành đẹp. Ôi, sao thế này? Để tớ. Let me do it. Là rắn, rắn. Mavis, Mavis. Oh, what's your case? Vali của chúng ta đã bị quá đổi. Tôi không tin một cô gái nghèo như cậu. Stop lying. Oh no! Rắn tới rồi. Chạy mau. Đúng rồi, chúng ta sẽ leo lên cây. Ok. Đừng nhìn xuống. Oh no. Nguy hiểm. Liệu Elsa có nói thật không nhỉ? Ôi, các cô gái sẽ nguy mất. Đi đi, đừng lại gần đây. Mavis đã tới kịp. An toàn rồi. Cảm ơn Mavis. Gậy phép của cậu này. Cậu đã dùng nó ư? Chúng tớ xin lỗi. Tớ cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nhé. Oh, yes. Tặng các cậu vali mới này. Một chiếc sẽ là kỳ lân đỏ. Sừng cầu vồng. Một chiếc sẽ là kỳ lân hồng dễ thương nhé. Đính đá lấp lánh nào.
thành. Tuyệt, tuyệt quá. Rapunzel và Ariel rất thích nó. Wow. Yes. Oh. Giờ thì thay váy đẹp nào các cô gái. Xinh quá, xinh quá đi. Thả tim nào. Tạm biệt. Ôi, mưa thiên thạch kìa. Nguy hiểm quá. Các mẹ ơi, chạy mau thôi. Đây không phải là mơ chứ. Sao có thể như vậy? Các mẹ đừng yếu lòng. Cậu bé sói xám gót vu đã có cách à? Oh, oh yes. Inka, Dinka, Bada Loving. Hello. Chào Bell, Elsa. Xin hãy giúp chúng tôi nhé. Okay. Ồ, đương nhiên rồi. Hãy làm sạch đất đá và dựng nhà mới nào. Yes. Okay. Vào việc thôi. Khởi động với những thùng sơn đầy màu sắc nhé. Tuyệt chứ. Wow. Tiếp tục đính đá lấp lánh lên cửa nào. Nice. Hy vọng các mẹ sẽ thích chúng. Ok. Wow, một khởi đầu thật hoàn hảo. Yes. Ôi, chiếc nồi Sonic. Nó mới đáng yêu làm sao. Ed sẽ thích lắm đây. Tuyệt quá. Tiếp đến sẽ là giường ngủ của mẹ Elsa. Hoàn hảo. Rita bé bỏng sẽ mơ những giấc mơ đẹp trên chiếc nôi Pikachu nhé. Và một chiếc giường ngủ đôi tuyệt đẹp sẽ dành cho mẹ Bell. Lấp lánh quá. Phòng khách sẽ có gì nhỉ? Một bộ ghế sofa thật lớn. Bàn ăn dặm. TV treo tường. Còn nhà có mẹ Elsa thì sao? Ồ, vẫn là ghế sofa và bàn ăn dặm nhé. Thêm một chiếc tivi thật to nữa chứ. Ôi, bồn tắm kìa. Một không gian thật xinh xắn. Và còn rất hiện đại nữa chứ. Tuyệt quá. Các bạn ơi, hãy thực hiện tương tự với phòng tắm của Ed nào. Đáng yêu không? Ôi, trên cả đáng yêu nhé. Rita, hãy ngồi vào bàn. Chúc em bé ngon miệng. Một lúc sau. Ôi, sao thế con yêu? Hóa ra Rita đang buồn ngủ các bạn ạ. Dễ thương quá.
Mẹ Beo cũng nghỉ sớm thôi. Ngủ ngon nhé. Ed đang chuẩn bị dùng điểm tâm này. Em bé ăn thật ngoan. Giờ thì đi ngủ nào. Cả mẹ Elsa cũng vậy nhé. Chúc ngủ ngon. Chào buổi sáng mẹ Beo. Rita ơi, mau tắm nào. Chào Pikachu. Vui quá. Rita thật tự giác. Mẹ yêu em. Chào mẹ Elsa. Một ngày mới tốt lành nhé. Tắm sáng rất có lợi cho sức khỏe. Chào Sonic. Cùng tắm với Ed nào. À, xong rồi. Thay đồ thôi. Ôi không. Mẹ sẽ chọn đồ cho Dita nhé. Tủ đồ trống không ư? À, mẹ đã có cách. Những con chuột thợ may sẽ giúp chúng ta. Ôi tuyệt quá. Hãy nhìn hộp quà này. Wow. Bên trong đó là những bộ váy tuyệt đẹp nhé. Các bạn ơi, có bất ngờ nào không? Đây quả là một điều kỳ diệu. Và trên cả kỳ diệu nữa. Sớm gặp lại các bạn nhé. Tạm biệt.